kính chào quý vị. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chuyên biệt về tài chính công nghệ và bất động sản tại Việt Nam trên kênh Mây TV. Trước khi đến với phần tin chi tiết, hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình. Doanh nghiệp điện mặt trời kêu cứu vì bị cắt giảm công suất. Nếu tình hình cứ kéo dài, một số doanh nghiệp sẽ phá sản. Cập nhật 9 điểm sốt bất động sản khắp cả nước. Đặc biệt, khu vực Tây Nguyên sốt cả đất rừng, đất lâm nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đứng hàng đầu khu vực về thu hút đầu tư. Thành phố sẽ kiên quyết khắc phục những hạn chế để có các bước cải thiện rõ nét hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh. Tham vọng lên sàn ngoại không thành của nhiều đại gia Việt. Nhiều doanh nghiệp từng đánh tiếng về việc muốn đưa cổ phiếu lên các sàn chứng khoán quốc tế, nhưng đến nay chưa có cái tên nào chính thức triển khai. Mở đầu với thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư 6 dự án giao thông với tổng vốn dự kiến hơn 27.000 tỷ đồng nhằm phục vụ vận tải kết nối các khu vực cửa khẩu, cảng biển. Đây là đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc sớm triển khai các dự án trọng điểm cấp bách thuộc lĩnh vực giao thông trên địa bàn trong thời gian tới. Cụ thể, dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy, thành phố Thủ Đức với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng gần 2.100 tỷ đồng. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, việc ưu tiên các tuyến đường giao thông trục chính kết nối cảng biển nhằm sớm triển khai thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển thành phố. Do tính cấp bách, Sở Giao thông Vận tải đề xuất lãnh đạo thành phố ưu tiên lập chủ trương đầu tư công cả 6 dự án trên, cân đối và bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm nay đến năm 2025. Thưa quý vị, bị cắt giảm công suất, nhiều doanh nghiệp điện mặt trời đang bị thiệt hại nặng nề, thậm chí có doanh nghiệp còn đối diện với khả năng phá sản. Hiện nay, tình trạng cắt giảm công suất của các nhà máy điện mặt trời đang diễn ra thường xuyên và liên tục. Công ty Trường Thành cho biết, từ ngày Hòa Lưới Điện đến nay thì đều bị cắt giảm, có thời điểm bị cắt giảm 30% lên đến 50-60% công suất. Dự án điện mặt trời 450MW của công ty Trung Nam Thuận Nam tại Ninh Thuận cũng thường xuyên bị cắt giảm công suất phát, nhiều thời điểm bị giảm tới hơn 80% công suất thiết kế. Đại diện một nhà máy điện mặt trời tại Ninh Thuận cho hay, doanh nghiệp này cũng đang phải giảm phát, có ngày đến 50% công suất, thiệt hại từ 200 đến 250 triệu đồng. Nếu tình hình cứ kéo dài, doanh nghiệp này sẽ phá sản. Trong bối cảnh số lượng dự án điện mặt trời mái nhà gia tăng, nhu cầu tiêu thụ điện giảm do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, đa số doanh nghiệp điện mặt trời lo rằng các nhà máy sẽ tiếp tục bị cắt giảm nhiều hơn nữa, khi đó áp lực tài chính sẽ đè nặng lên doanh nghiệp. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý nhất về bất động sản. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, tình trạng sốt đất nền đang diễn ra khắp nơi, giá tăng chóng mặt, trung bình tăng 10% sau một tháng. Cục bộ một số nơi tăng từ 2 đến 3 lần chỉ trong 1 đến 2 tháng, tạo ra những cơn sóng sốt đất khó tin. Tuy nhiên, bước sang tháng 4 đã xuất hiện một số thị trường bắt đầu chững lại. Nhiều nơi, người dân bỏ kinh doanh, bỏ sản xuất, rút tiền gửi ngân hàng để lao vào đầu tư đất. Ở nhiều địa phương, xuất hiện hiện tượng tung tin không đúng sự thật về quy hoạch và phát triển dự án, thậm chí lợi dụng những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo nhà nước, tạo dựng tài liệu giả để tung tin, tạo sóng. Báo cáo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng cập nhật về 9 điểm nóng bất động sản trên thị trường thời điểm hiện nay. 1. Bắc Giang, thị trường bất động sản bắt đầu chững lại. 2. Hải Phòng, giá nhà đất tăng 70% trong vòng 3 tháng. 3. Thanh Hóa, giá bất động sản tại một số khu vực tăng gấp 3 lần so với năm 2020. 4. Đà Nẵng, nguy cơ vỡ bong bóng tại một số khu vực. 5. Nha Trang, Khánh Hòa, nguồn cung bất động sản bị gián đoạn và hạn chế. 6. Khu vực Tây Nguyên, sốt cả đất rừng, đất lâm nghiệp. 7. Đồng Nai, đất sào mẫu, đồng sở hữu, đất nền giá rẻ chiếm ưu thế. 8. Cần Thơ, Cái Răng, Ninh Kiều, Bình Thủy là khu vực có thị trường bất động sản sôi động nhất. 9. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, giá bất động sản đang tăng nhẹ trở lại. Trong quý 1 năm 2021, Hà Nội có 10 dự án được cấp sản phẩm đủ điều kiện bán hàng với 5.658 căn hộ và 1.404 nhà thấp tầng. So với cùng kỳ năm 2020, con số này chỉ đạt 36,8%. Tuy nhiên, phần lớn lượng sản phẩm này đã được chào bán từ quý 4 năm 2020, gần như không có lượng hàng mới cung cấp cho thị trường. Thị trường hiện nay chủ yếu bán các căn hộ còn tồn từ năm 2020 thuộc phân khúc trung và cao cấp. Sản phẩm căn hộ tập trung ở các khu vực Tây, Nam Hà Nội, khu vực bờ Bắc Sông Hồng. Nhà thấp tầng có xuất hiện một số sản phẩm mới nhưng tập trung chủ yếu ở Hoài Đức, Đông Anh và Gia Lâm. Một số dự án trước đó đã đủ điều kiện tham gia thị trường cũng đang tiếp tục giới thiệu chào bán sản phẩm.
Về giá cả, theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá bán căn hộ bình dân và trung cấp không có biến động. Giá bán nhà ở thấp tầng dao động trong khoảng 80 đến 90 triệu đồng một mét vuông, tăng khoảng 20% so với quý 4 năm 2020. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết có hiện tượng sôi động, nhộn nhịp tại một số khu vực như Đông Anh, Long Biên, Gia Lâm khi có thông tin chuẩn bị công bố quy hoạch đô thị ven sông Hồng. Giá đất trong dân tại các khu vực vùng ven hiện bị đẩy lên khoảng 50-60% so với quý 4 năm 2020, có những nơi tăng 100%. Hiện nay, giá đất tại các vùng ven đô chuẩn bị lên quận đang ở ngưỡng 30-50 triệu đồng một mét vuông. Một thông tin về du lịch đáng chú ý khác. Đại dịch toàn cầu COVID-19 đã khiến sức khỏe của du lịch Việt Nam đối mặt với khủng hoảng lớn chưa từng có. Việc mở rộng các tour du lịch nội địa, cải tiến các tour dành cho khách quốc tế trước đây cho du lịch Việt Nam giúp ngành du lịch Việt có những khởi sắc. Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Vũ Thế Bình cho biết, trong bối cảnh bình thường mới, vừa phòng chống dịch vừa khôi phục hoạt động cũng như chưa mở cửa cho khách quốc tế vào Việt Nam, thì phát triển du lịch nội địa luôn là hướng tích cực để duy trì hoạt động của ngành. Sau hai chiến dịch kích cầu sâu rộng, đã có 56 triệu lượt khách nội địa đi du lịch. Năm nay, con số này được kỳ vọng đạt 80 triệu lượt khách. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp như hiện nay, du lịch nội địa được xem là cứu cánh của không ít doanh nghiệp du lịch. Ngoài ra, các chương trình kích cầu du lịch nội địa như Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam an toàn hấp dẫn cần được tiếp tục triển khai mạnh mẽ tại các địa phương trong thời gian tới. Hiện mùa du lịch biển với kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đang ghi nhận số lượng khách du lịch đặt tour tăng đột biến với công suất đạt 2/3 so với năm 2019, thời điểm chưa có dịch COVID-19. Nối tiếp là thông tin. Thưa quý vị, thành công trong ứng phó với COVID-19 của Việt Nam được công nhận rộng rãi và đặc biệt đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Tại hội thảo trực tuyến về kinh tế Việt Nam do tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings tổ chức, 75% ý kiến cho rằng mức đánh giá tín nhiệm của Việt Nam sẽ được nâng lên trong 1-2 năm tới. Theo đó, với môi trường đầu tư hấp dẫn của Việt Nam, hàng loạt tập đoàn đa quốc gia đã và đang tiếp tục rót vốn. Trong năm 2020, đã có thêm 17 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam từ nhiều lĩnh vực chế biến sản xuất, bất động sản, sản xuất và phân phối điện. Sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các hiệp định thương mại tự do càng tạo nên sức hút đặc biệt. Cũng bởi thế, bất động sản khu công nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục là mảng đầu tư nóng nhất trong năm nay. Thống kê của Fitch còn cho thấy, số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư ngoại đã tăng gấp đôi trong năm 2020. Dù vậy, ngành du lịch vẫn đóng cửa và tỷ lệ nợ xấu ngân hàng gia tăng vẫn là những rủi ro từ COVID-19 được các chuyên gia đặc biệt lưu tâm. Thưa quý vị, Forbes đưa tin, tập đoàn SK Group vừa đầu tư 410 triệu USD đổi lấy 16,26% cổ phần của Masan tại công ty Vincommerce VCM, đơn vị sở hữu hệ thống bán lẻ hiện đại. Tập đoàn Hàn Quốc đặt nhiều kỳ vọng vào việc Vincommerce có thể phát triển thành công ty đa kênh như Alibaba hay Amazon. Trên thực tế, SK Group đã là cổ đông lớn của Masan. Tháng 10 năm 2018, SK Group chi 450 triệu đô la Mỹ mua lại 9,5% cổ phần Masan. Qua đó, đưa mối quan hệ hai bên lên hợp tác chiến lược. Đại diện SK khẳng định, SK Group đầu tư vào Vincommerce bởi tiềm năng tăng trưởng của Vincommerce với tư cách là một nhà điều hành đa kênh, phục vụ khách hàng thông qua cả các cửa hàng truyền thống và các kênh trực tuyến mới nổi. Như vậy, trong tương lai, Vincommerce có thể phát triển như Alibaba hay Amazon. Năm 2021, Vincommerce đã vạch ra kế hoạch cụ thể nhằm tiếp tục củng cố nền tảng bán lẻ, nhu yếu phẩm hiện đại và mang lại tăng trưởng lợi nhuận bền vững, cải thiện biên lợi nhuận thương mại lên mức 2% thông qua ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp chiến lược và tìm nguồn hàng tươi sống trực tiếp, triển khai mô hình cửa hàng kiểu mẫu trên quy mô toàn quốc trước quý 2 năm 2021 và nâng cấp mô hình chuỗi cung ứng châm hàng tự động như đã chia sẻ tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên của Masan vào ngày 1 tháng 4 năm 2021. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết sẽ vươn lên dẫn đầu về thu hút đầu tư là thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngày sau đây. Chỉ số PCI của thành phố Hồ Chí Minh đang đứng thứ 14. Thành phố này xác định tiếp tục nâng cao chỉ số PCI hàng năm, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp tự hoàn thiện để có các bước cải thiện rõ nét hơn về môi trường đầu tư kinh doanh. Đây là mục tiêu được Ủy ban Nhân dân thành phố xác định trong giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư theo hướng chuyển đổi số, hướng đến phát triển kinh tế số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phát triển bền vững. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, đứng trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI. Để thực hiện mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra các nhóm giải pháp
gồm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Trước VinFast, Bamboo Airways, nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam cũng từng công bố ý định đưa cổ phiếu lên niêm yết tại các thị trường chứng khoán quốc tế. Công ty Cavico, ban đầu kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng giao thông, thủy điện, đầu tư xây dựng. Năm 2006, cổ phiếu Cavico bắt đầu giao dịch trên thị trường phi tập trung OTC tại Mỹ. Đến tháng 9 năm 2019, cổ phiếu Cavico chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ với mã CAVO. Nhưng chỉ sau chưa đầy 2 năm, Cavico phải rời sàn Nasdaq vào tháng 7 năm 2011 do vi phạm những yêu cầu về công bố thông tin. Vinamilk vào năm 2008 từng nhận được chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore về việc phát hành và niêm yết một phần vốn trên sàn này. Tuy nhiên, đến năm 2011, kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn Singapore của Vinamilk chính thức bị hủy bỏ. Thay bằng việc phát hành trong nước, nhiều doanh nghiệp Việt khác gồm Hoàng Anh Gia Lai, Petrolimex, PVFC, Vietjet, SSI cũng từng đánh tiếng về việc muốn đưa cổ phiếu lên các sàn chứng khoán quốc tế như Singapore, Hồng Kông, London, nhưng đến nay chưa có cái tên nào chính thức triển khai kế hoạch. Theo dự kiến tại Mỹ, VFE35 sẽ được nhận đặt cọc từ tháng 11 năm 2021 và giao từ tháng 6 năm 2022. Xe VinFast VFE35 được giới thiệu trên kênh YouTube VinFast USA. VFE35 được trang bị gói pin 90 kWh, có phạm vi hoạt động tối đa hơn 500 km. Tiếp đó là VinFast VFE36, là mẫu xe lớn nhất trong số 3 tân binh của VinFast tại Mỹ. Đoạn video teaser giới thiệu mẫu xe này cũng đã được đăng tải trên kênh YouTube của VinFast USA. Cùng ở phân khúc E như Lux SA2.0, nhưng VFE36 có kích thước lớn hơn khá nhiều, khi chiều dài lên tới 5.120mm và trục cơ sở 3.150mm. Sẽ có hai tùy chọn động cơ cho VFE36 là máy xăng và động cơ điện. Tuy nhiên tại Mỹ, mẫu xe này nhiều khả năng chỉ chạy điện. Đặc biệt, VFE36 được trang bị công nghệ tự lái. Phần cuối của bản tin ngày hôm nay, mời quý vị đến với những thông tin nổi bật trên các trang báo vừa được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa cho biết sẽ không tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo CPTPP năm 2021. Mặc dù đã thông báo từ ngày 8 tháng 3, tuy nhiên đến hết thời hạn đăng ký vẫn không nhận được hồ sơ nào đăng ký tham gia nên đã không tổ chức phiên đấu giá. Tạp chí Điện tử Doanh nhân Việt Nam dẫn lời lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh ô tô cho biết, hiện giá xe sản xuất, lắp ráp trong nước rẻ hơn so với trước nên bán xe sản xuất trong nước sẽ bớt thủ tục rườm rà hơn xe nhập cũ. Thưa quý vị, Giám đốc công ty xăng dầu Long An vừa bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây buôn lậu sản xuất 200 triệu lít xăng giả. Hôm nay ngày 16 tháng 4, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex có thông tin về sự việc trên Tạp chí Điện tử Doanh nhân Việt Nam. Theo Tập đoàn Xăng dầu, liên quan đến vụ án Giám đốc Petrolimex Long An bị bắt vì hành vi buôn lậu xăng dầu thì đây là sai phạm cá nhân và không có liên quan đến tập đoàn. Petrolimex khẳng định toàn bộ nguồn xăng dầu công ty xăng dầu Long An kinh doanh đều do Petrolimex cung cấp. Các công ty thành viên không được phép nhập mua từ nguồn khác. Công ty xăng dầu Long An không cho thuê kho và phương tiện để sản xuất và vận chuyển liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả. Thưa quý vị, khách sạn, khu nghỉ dưỡng là một trong các phân khúc bất động sản thấm đòn nặng nhất vì COVID-19. Song trong quý 1 năm 2021, thị trường khách sạn Hà Nội đã có sự tăng trưởng trở lại. Trên tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam Real Time cho biết, nguồn cung toàn thị trường khách sạn trong quý 1 năm 2021 đạt gần 10.120 phòng từ 17 khách sạn 5 sao, 17 khách sạn 4 sao và 32 khách sạn 3 sao, tăng 1% theo quý và tăng 2% theo năm. Việc giảm giá phòng, lấp đẩy lịch từ chính khách nội địa đã giúp các khách sạn có tăng trưởng trở lại. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chuyên biệt về tài chính công nghệ và bất động sản tại Việt Nam trên kênh May TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Hãy đăng ký kênh ngay để nhận được những thông tin kinh tế hữu ích, thiết thực nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.